Hiện nay em đang là một nông dân ạ. Là một nông dân? Một nông dân chính hiệu luôn ạ. Một nông dân chính hiệu. Vâng. Vâng, nhìn rất là rắn giỏi, đẹp trai. Vâng. Và chắc chắn nông dân thế này thì bảo sao mọi người cứ đua nhau về để gọi là bỏ phố về quê để làm một mảnh đất nho nhỏ, xây một ngôi nhà nho nhỏ để sống hàng ngày trồng rau nuôi cá vân vân. Em là trước đã cũng đi học đại học rồi, xong định khởi nghiệp ở một lĩnh vực khác. Xong rồi thế nào đấy lại về làm nông dân đúng không hay thế nào? Hiện tại em đang là một nông dân nhưng mà em cũng có làm một nông dân có nghiên cứu ạ. Một nông dân có nghiên cứu. Vâng. Em nghiên cứu về trí thức bản địa, về văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số. Ví dụ như vừa rồi thì bọn em có làm những cái nghiên cứu về hoa văn thổ cẩm của người Mường. Mạng lưới của bọn em có xuất bản một cuốn sách có tên là Dòng chảy sắc màu. Dòng chảy sắc màu. Vâng. Tức là những cái nghiên cứu này của em sẽ để phục vụ việc gì? Mình sưu tầm lại để bảo tồn, hay là mình sẽ khai thác cho du lịch, hay là đơn giản là mình chỉ để in sách ra như là một kiến thức để cho ai muốn tham khảo thì tham khảo? Cái nghiên cứu đấy thực ra nó không là của riêng em, nó là của cả một cộng đồng, của nhiều người có tham gia vào cái công trình nghiên cứu đấy. Bọn em hay gọi đó là đồng nghiên cứu. Đồng nghiên cứu. Vâng. Thế thì rõ ràng là em như kiểu một nhà nghiên cứu văn hóa chứ đâu phải là một nông dân đâu. Em có làm việc gì liên quan đến nông dân nào? Thì hiện tại công việc chính của em vẫn là nông dân, em vẫn phải trồng trọt, phải chăn nuôi, phải nuôi gà, nuôi vịt, nuôi lợn. Vâng. Rồi vẫn phải chăm sóc con cái ở nhà. À đấy, chăm sóc con cái thì ông nào chẳng phải làm, đâu cần phải nông dân đâu. Vâng. Xin mời câu hỏi số 7. Thể loại thơ nào sau đây giới hạn số lượng câu thơ trong một bài? Tự do, lục bát, thất ngôn tứ tuyệt, hay là song thất lục bát? Xin mời bạn. Tự do thì là không... Nghe tự do là thấy đã có vẻ là không có giới hạn rồi. Mình có thể loại được nó rồi. Rồi. Lục bát thì sao? Lục bát là số 8, nó sẽ bị giới hạn. Câu 6, câu 8. Em có thể loại được hai phương án A và B. Đây là một câu hỏi không khó lắm. Bạn đang nghiêng nhiều về phương án nào? Em đang nghiêng về phương án C nhiều nhất. Khoảng 30%? Khoảng 70% là phương án C. Nào bây giờ có hai giải pháp, một là dùng quyền trợ giúp cho chắc ăn, hai là chơi liều một cái. Dùng trợ giúp mãi cũng không phải là hay, mình muốn còn đi xa hơn. Có thể em sẽ chơi liều câu này. Chơi liều câu này, vâng. Nào, bạn định liều như nào nào? Em xin chọn phương án C, thất ngôn tứ tuyệt. Phương án C, thất ngôn tứ tuyệt. Vâng, em chơi liều. Người chơi của chúng tôi phân vân giữa C và D. Và anh nghiêng nhiều phương án C. Anh quyết định chọn liều. Tại sao bạn lại phân vân ở song thất lục bát? Bởi vì lục bát và tự do thì em biết rồi, em loại rồi. Còn thất ngôn tứ tuyệt và song thất lục bát thì lục bát và song thất lục bát em đang nghĩ nó có gì đó gần gần giống nhau. Đấy, nhưng mà cái song thất nó mới là vấn đề. Phương án C là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Tôi nghĩ đôi khi là hơi ít ấy. Anh em mình nhìn chung là cũng tùy khẩu vị thôi, chứ có nhiều ông thì liều liên tục. Vâng. Và thất ngôn tứ tuyệt là thể thơ mà mỗi bài chỉ có 4 câu và mỗi câu thì có 7 chữ. Tức là thất ngôn là có 7 chữ, tứ tuyệt là có 4 câu. Xin mời câu hỏi số 8. Giải Pritzker được xem là giải thưởng cao quý nhất thế giới trong lĩnh vực nào? Kiến trúc, báo chí, hội họa, hay là sách và xuất bản? Xin mời bạn. Em nghĩ Pritzker không phải là giải báo chí. Không phải giải báo chí. Tức là bạn đang phân tích và loại phương án B. Em đang dùng phương pháp loại trừ. Đang dùng phép loại trừ. Nhưng mà liệu có hiệu quả không? Nếu không thì mình có thể tính đến phương án là dùng quyền trợ giúp. Bạn vẫn còn những 3 quyền trợ giúp cơ. Em cũng đã có để ý đến 3 quyền trợ giúp rồi, nhưng mà em xin sử dụng quyền trợ giúp 50-50. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Rồi, cái phương án mà bạn đã loại trừ nó cũng bị loại mất rồi. Giờ còn kiến trúc hay là sách và xuất bản? Phương án cuối cùng của em là A, kiến trúc. A, kiến trúc. Và phương án A là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn.
Pritzker là giải thưởng thường niên của quỹ Hyatt Mỹ để vinh danh một kiến trúc sư còn sống với những đóng góp của họ. Phải lưu ý là kiến trúc sư này vẫn còn sống. Vâng. Được xem như giải Nobel của kiến trúc, người được trao giải thưởng sẽ nhận được sự công nhận trên toàn thế giới. Xin mời câu hỏi số 9. Quốc gia châu Phi nào không giáp Địa Trung Hải? Libya, Ai Cập, Nigeria hay là Algeria? Xin mời bạn. Tôi đang thiên về phương án Ai Cập. Ai Cập. Vâng. Khoảng bao nhiêu phần trăm nghiêng về Ai Cập? Ai Cập là đất nước có rất nhiều kim tự tháp. Kim tự tháp. Vâng. Ai Cập thì nổi tiếng là kim tự tháp rồi. Đúng rồi. Ai Cập và Sudan. Sudan là hai đất quốc gia có nhiều kim tự tháp nhất. Vâng. Thế còn ba phương án còn lại, Libya, Nigeria và Algeria. Tôi sẽ sử dụng quyền trợ giúp. Vâng, bạn dùng quyền trợ giúp nào? Hỏi chuyên gia, hỏi ý kiến các nhà thông thái. Vâng ạ. Nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào nhà thông thái ạ. Vâng. Người chơi của chúng tôi đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình và quyết định nhờ hai nhà thông thái. Hai nhà thông thái sẵn sàng chưa? Vâng, chúng tôi sẵn sàng. Vâng ạ. Hai nhà thông thái và người chơi sẽ có 30 giây để vừa hỏi và trả lời. 30 giây bắt đầu. Quốc gia nào châu Phi không giáp Địa Trung Hải? Libya, Ai Cập, Nigeria và Algeria. Libya và Ai Cập thì chắc chắn đấy rồi, phía trên đúng không? Algeria thì cũng vậy đúng không? Libya, Ai Cập và Algeria thì là ba quốc gia nằm ở Bắc Phi, còn Nigeria thì là Trung Phi. Vì vậy nên đáp án sẽ là C ạ. C. Cảm ơn anh nhà thông thái. Vâng. Các nhà thông thái đã nói rất rõ rằng là Libya, Ai Cập và Algeria là thuộc về địa phận của Bắc Phi. Bắc Phi, vâng. Vâng. Và Nigeria thì thuộc về Trung Phi, vì vậy là không giáp với Địa Trung Hải. Địa Trung Hải là biển đang ngăn giữa Bắc Phi và châu Âu. Vâng. Và ngoài Nam Âu. Nên là các nhà thông thái tư vấn cho bạn là phương án C, Nigeria. Tôi rất là tin hai nhà thông thái. Vâng. Nhất là bạn siêu trí tuệ Việt Nam Văn Hoàng ạ. Vâng. Tôi xin đáp án cuối cùng của tôi là C, Nigeria. C, Nigeria. Với tất cả những gì nhà thông thái đã nói rõ ở trong phần tư vấn cho bạn thì vâng, không có gì để nghi ngờ cả. C là phương án chính xác, thì chúc mừng bạn. Chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Vâng, cảm ơn các anh đã tư vấn cho người chơi của chúng tôi hết sức là chính xác. Hoàng thì đã giải thích rất rõ rồi, nhưng mà vâng, chúng tôi cũng ngồi đây chờ đến lượt mình sốt cả ruột, chứng tỏ vâng, là chàng nông dân trí thức của chúng ta rất là kiên cường chiến đấu đúng không ạ? Đến vâng, câu số vâng, bao nhiêu rồi đấy ạ? Câu này là câu số 14 rồi anh ạ. Ôi giời, chúc mừng Quyết nhá. Vâng, xin cảm ơn hai anh ạ. Vâng, cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Vâng. Thi thoảng trêu người già chút cũng vui. Vâng. Xin mời câu hỏi số 10. Vị thiền sư nào là thầy của Lý Công Uẩn và có công lớn trong việc thành lập triều đại nhà Lý? Khuông Việt, Lý Quốc Sư, Từ Đạo Hạnh hay là Vạn Hạnh? Xin mời bạn. Lý Quốc Sư và Vạn Hạnh thì em có nghe rồi. Hà Nội có rất là nhiều phở Lý Quốc Sư. Còn thiền sư Vạn Hạnh thì em cũng có nghe. Khuông Việt và Từ Đạo Hạnh. Em xin sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến bạn đồng hành. Vâng ạ, xin mời bạn Danh xuống đây. Xin mời bạn xuống đây để trao đổi cùng với bạn của mình. Mời hai anh em đứng bàn bạc với nhau. Các bạn cứ nói to lên. Em biết câu này không? Câu này thì em nghiêng về phương án là nhà sư Vạn Hạnh. Thiền sư Vạn Hạnh đúng không? Khoảng bao nhiêu phần trăm? Em nghiêng khoảng bao nhiêu phần trăm? Em chắc khoảng bao nhiêu phần trăm? Trên 50%. Trên 50%? Vâng. Khoảng 51%. Khuông Việt thì và Từ Đạo Hạnh thì em nghĩ là không phải. Bây giờ các bạn có mấy giải pháp sau. Một, chọn một phương án. Nếu đúng lên 22 triệu có một tấm set của chương trình. Nếu sai về 2 triệu. Còn một phương án thứ hai, dừng cuộc chơi tại đây, bảo toàn 14 triệu. Và thử trả lời xem là câu đấy đúng hay sai. Em đang rất muốn có một tấm séc của anh. Rất đơn giản, chỉ cần trả lời đúng câu này thôi bạn sẽ có một tấm séc. Bạn của em thì tư vấn là Văn Hạnh.
Em cũng nghiêng về Vạn Hạnh. Phương án cuối cùng của em là D, Vạn Hạnh. D, Vạn Hạnh. Thiền sư Vạn Hạnh. Thiền sư Vạn Hạnh. Phương án D là phương án chính xác, xin chúc mừng bạn. Xin cảm ơn bạn Danh, mời bạn trở lại khán đài. Thiền sư Vạn Hạnh, sinh năm 938, mất năm 1018, là một tu sĩ Phật giáo Đại Cồ Việt, người châu cổ Pháp, tức là Bắc Ninh bây giờ. Ông là một trong những Phật tử làm cố vấn cho vua Lê Đại Hành, nhà Tiền Lê, đồng thời là người thầy của Lý Công Uẩn, đã hướng dẫn cho vị này lên ngôi, thay đổi triều đại và thành lập triều đại Lý. Bạn muốn có một tấm séc của tôi và bạn đã hiện thực hóa được việc đấy. Lâu lắm tôi mới được ký séc. Vâng. 22 triệu. Vâng. Vâng. Bạn muốn cầm séc luôn hay là bạn gửi tôi? Cứ gửi chỗ anh đã. Gửi chỗ tôi. Vâng. Vâng. Yên tâm, uy tín. Vâng. Rồi. Bạn đã vượt qua câu số 10. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Vâng. Bạn sẵn sàng đến với câu 11 chưa? À, tôi sẵn sàng. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 11. Trong thời kỳ âm nhạc cổ điển, các bản giao hưởng thường có 4 chương. Còn tác phẩm nào dưới đây có 5 chương? 4 mùa Vivaldi, Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ Mozart, Sông Đoan Nếp Xanh Strauss, hay là bản giao hưởng đồng quê Beethoven? Xin mời bạn. Đây là một câu khó. Tôi cũng là người cũng không hay nghe về nhạc. Nhưng mà đây là một câu mình trả lời sai cũng chả sao cả, đúng không anh? Vâng. Trả lời sai thì không được tiền to thêm thôi ạ. Phương án cuối cùng của tôi là phương án C. C. Tùy thuộc vào may mắn. Vâng, tùy thuộc vào may mắn. Bạn thích dòng sông Danube xanh. Nhưng phương án chính xác là D, bản giao hưởng đồng quê của Beethoven. Tiếc quá. Này, tôi nghĩ là như này. Ngay từ đầu khi bạn giới thiệu với chương trình là bạn đã là một anh nông dân. Vâng. Tức là giới thiệu mình là một anh nông dân chính hiệu. Tôi nghĩ đâu đó là cái câu này cũng có một cái gì nó gắn với bạn. Ví dụ như là bản giao hưởng đồng quê này là có cái gì đấy là gắn rồi này. Lúc đấy giá như là mình bảo thôi mình đến đây mình chọn cái nào nó gắn với đồng quê, mình chọn đằng nào 25% mà bạn chọn bừa cho tôi phương án D chẳng hạn, là có phải bây giờ anh em mình là làm tấm séc nữa không? Vâng. Vâng, nhưng thôi, đấy là nói kiểu giá như thì nó nói làm gì, đúng không? Vâng. Thay vì là 4 chương như là hình thức giao hưởng chuẩn mực của thời cổ điển Viên, bản giao hưởng đồng quê số 6 gồm 5 chương nhạc về những hồi tưởng cảm xúc của Beethoven ở thôn quê. Vâng, chắc là nhiều cảm xúc quá nên là ông làm thêm chương nữa là thành 4, à thành 5. Quan trọng nữa là dù là mình câu 11 mình không vượt qua nhưng bạn đã có một tấm séc trị giá 22 triệu đồng. Thật ra đến đây thì cũng có rất là nhiều người nhắn tin bảo là em ơi dành lấy 22 triệu để về nhé. Vâng. Thì bây giờ... Có rồi đúng không? Đúng là 22 triệu thật. Và lúc nãy tôi có nói đùa với con trai của tôi, hôm nay bố chỉ chơi đến câu số 10 thôi. Vâng. Còn 5 câu còn lại sẽ để phần con chơi. Rồi vâng, những năm tiếp theo. Chơi tiếp đúng không? Đúng rồi. Vâng, con bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Con của tôi năm nay hơn 2 tuổi, 30 tháng. 30 đến tháng. Đến nay là tròn 30 tháng. Thế mà đến lúc nó đủ tuổi chơi là 16 năm nữa, tức là tôi phải dẫn chương trình 16 năm nữa thì may ra tôi mới gặp con của bạn. Đúng rồi. Vâng, không thì không quan trọng. Nhưng vâng, mà bố chơi đến thấy đấy thôi, để phần của con chơi tiếp. Vâng, được ạ. Hy vọng là chương trình của chúng ta lúc ấy vẫn đang tiếp diễn để có thể là đón tiếp con của bạn đến, và con bạn sẽ nói rằng là bố của cháu ngày trước đã được đến câu số 10. Vâng. Và nhiệm vụ của cháu là chơi đến câu số 15. Vâng. Với điều kiện là cho cháu xuất phát từ câu 10. Kiểu thế. Thôi nhưng không sao. Vâng. Tôi xin thay mặt chương trình gửi tặng bạn tấm séc 22 triệu đồng. Vâng, xin mời bạn. Chúc mừng nhé.